Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagu đây. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại trong tay của mình đó, đây là vị tướng Nezus tại chế độ ROREP nha mọi người. Ủa, cầm bot rồi nè. Đánh luôn anh em ơi. Kéo chúng hay quá, tóc biến rồi. Thôi bỏ thôi anh em ơi. Team mình đang AFK một thằng nè, cầm bot chỉ có 4 đứa à. Giovan đang đứng AFK ở nhà đánh đấm gì mọi người ơi, kéo chúng nè. Mà con Nezus này mình từ lúc đầu game với mọi người luôn đó, đã rất là yếu nha. Và mình cũng đang phân vân trận này á, là không biết nên lên full sức lực. Ô chuối. Ý, húp liền một trái nha. Mình bật thư đốt vô mọi người á. Húp luôn trái. Ê, gõ đấy. Ok, nhưng mà không tích được win nha mọi người. Hiện tại là mình cũng đang khá là phân vân là cái trận này mình không nên biết là sát lực, chí mạng hay là lên đồ bình thường đây. Tại vì build này nó cũng mạnh cả. Nhưng mà nó cũng sẽ tùy vào trường hợp là mình có xanh hay là không xanh nha. Về tên bạn lên trang bị như thế nào nữa. Thì nếu như mọi người nào mà muốn mình làm thêm gì á, hãy cứ bình luận ở phía dưới á. Tại vì đây là chế độ ROREP á, là chọn tướng ngẫu nhiên nha, nên mình thật sự là không thể nào mà biết tướng của anh em vào mà chơi được. Nên mọi người cứ comment càng nhiều là càng tốt nha, để nếu như mà ra được tướng của anh em yêu cầu cho mình làm á, thì mình sẽ quốc luôn. Và không chắc chọn nào là mình cũng săn nha mọi người á, thì mình phải săn cái vị tướng đó ít nhất là 2 đến 3 lần để mà mình chơi. Ôi ôi, fan quy hụt cái gì là hỏng người rồi. Con này lúc đầu game thì anh em cứ fan quy từ từ thôi, lên tầm mình nghĩ là level 6 á thì mới chơi được. Sao cho tôi đi bot con mình vậy? Chết tôi không chưa? Ai xuống cứu nè. Ui, team mà có Yumi nữa ha. Yumi này mà nó bám được thằng nào xanh rồi thôi chứ chắc bất tử luôn mọi người ơi. Không ai đi bot với tôi à? Rồi sao tôi farm? Ây da. Có này mọi người. Chó này lúc đầu thì mà đã yếu lắm luôn ở nha. Cho tôi một con đường sống với. Ok, được 15 quy nè. Bản ngọc mình đang mang á là bước chân thần tốc nha mọi người, nó sẽ cho mình khả năng hồi phục, với lại là mình được tên bạn á nó dễ hơn. Mình không mang tóc biến chứ con Nezus này nha, mình đang mang tăng tốc và thiêu đốt đó. Bùm nè, ok, tích thêm một stack nữa nha, 24 stack luôn rồi nè. Rồi nửa cái máu của con Ari, nhưng mà tên bạn là có con Yumi bám theo á, nên mình có máu cỡ nào thì nó cũng đầy cây lại thôi. Nhưng mà bên tên mình lại có con Nami. Rồi, đầu. Xin xe, ok. Ui, cứ bắt. Ui, hay quá. Nấy cái quỳ này mời, Ờ, tôi biết ngay nó quỳ mà. Đâu rồi. À đây rồi, tôi xin. Farm cái quỳ nào. Trời ơi, farm quỳ tướng đúng là sướng nhất thật. Farm quỳ quá thì bình thường quá. Mình về nhà mua đồ quá nha. Trận này mình đang khá là phân vân đó, tại vì lên sát lực cũng được, mà lên chiến mạng cũng được, mà lên búa rìu sát thần đó, nó cũng ngon nha. Mà thôi, trước đó thì cứ mua trang bị như bình thường đó, tại vì những cái trang bị này đều có thể chuyển hướng được. Mình chiếc qua tem bạn sơ sơ thì toàn thấy là tay dài và máu giấy. Cái trận này mà mình lên chiến mạng á, mình sợ là bị thể dù tới chết luôn. Nên chắc là mình một là sở hướng lên tăng, còn hai á là sở hướng lên sát lực nha. Lên mọi người biết cái gì không? Móng vuốt ám muội đó. Khi mà không tiếp cận được thì mình sẽ cần những cái trang bị để mà tiếp cận. Thì móng vuốt ám muội cứ bật tăng tốc, chạy lên lướt thẳng mặt vào, xong mà gõ tên bạn thôi. Thằng Kai'Sa các kiểu á, thì nó sẽ khá là khó né đó. Còn thằng Ari này thì tí nữa nó lên level 6 nó lướt thì thôi chứ. Mình lướt có 1 lần rồi, nó lướt 3 lần sao mà rượt nổi. Con dùng bị bám theo á nè. Rồi đầu thế. Mọi người nếu như mà xem thay thì hãy đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình nha. Động lực siêu lớn luôn á. Đây, farm được gần 100 quy rồi nè. Cái con Nezus này thì mình thường mình cầm nó đi rừng á mọi người, tại vì đi lane farm khá là khó. Nhưng mà trận này hơn là gặp Ari lúc đầu game nó cũng không mạnh cho lắm, nên mình farm cứ thoải mái thôi. Có thằng Nami búp. Ui, quán E đâu nhờ. Để chừng nào mình thử coi Nezus lên phép coi. Quán E đâu vải trưởng ra. Quán E hồi mà thằng Ari được dùng búp máu rồi vẫn sắp đi nè. Ô, đau phết nhờ. Ê, được đó nha mọi người á. Để chừng nào mình thử nè, rớt phép nè. Mà nói. Ok. Ê, bắn chủ được nha. Bắn chủ được á. Búp nào. Nami đâu rồi? Ủa, tóc biến rồi. Không ổn rồi. Rượt cái hơi sâu. Trời ơi, một tí nữa là được lên được level 6 rồi. Ui, Nami. Solo kill hay quá. Ăn được cái hỗ trợ. Ê, từ. Chuyển hướng qua sát lực luôn đi mọi người. Lên cái móng vuốt đi, chứ mình thấy là nếu như mình lên đồ bình thường á, bị thảy diều chết chắc luôn. Thề mình lên full sát lực nha, mình lên full dam, mình lên cái móng vuốt á.
thì mình nghĩ là tiếp cận tên bạn dễ hơn nhiều. Ủa, thằng Chitana đi đâu đây? Thằng Chitana đi đâu đây? Tại sao xuống boss của mình như vậy? Ui 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 ui, gì căng, gì căng. Ơi chuối, nó lướt lên. Mày lướt lên. Một cái Wii nè, mình xin luôn nha. Ok. Mà tại sao không chết Tana, mít nó không đi. Nó xuống, nó găng bót, rồi nó ở lại, nó bê trụ như thật kìa. Mít nát bét luôn kìa anh em ơi. Ở trên top thì cũng khá là xanh đó. Cái trận này mít bót với lại cả top luôn đều xanh cả. Khá là ảo mà. Ơ, chết Tana này, quả của tôi. Alo. Ơ, đang phan Wii mà. Thôi, về nhà mua đồ cả nha mọi người. Đi boss với thằng Ari này thì nói chung là cũng khá là khó để mà giết nó. Chứ nếu như mà gặp Senna các kiểu á, ui rồi, chắc mình lướt một phát, gõ một phát chắc đi luôn quá. Đây, mình lên cái lưỡi hái này nha, để cho nó có nội tại thủy kiếm á, gõ một phát cho nó đầu. Này khá là khó rượt đó, mình thử nha. Lại đây nào. Né nè, rồi mày xong. Lại đây. Khó quá mọi người ơi. Ê, con quay lại. Ây da, mày. Ê, không chết cày thế nhờ. Chắc là mình phải bỏ cơ hội giết nó thôi á. Tí nữa gặp nào giết dễ hơn mình được sau. Về nhà hồi máu thôi. U rép mà, lướt ra lướt vô nhanh lắm. Rồi có giờ vẫn ăn rồng phụ rồi, nên top hốt mọi người ơi. Ủa chuối. Trời. Team mình thằng nào cũng xanh vậy. Ông ổn rồi. Chưa gì mà phút thứ 7 20 mạng. Team mình chỉ có team nó chỉ có 4 mạng thôi. Holy shit. Đây là cái trụ thứ 3 ở trong cái bán đấu rồi mà chưa tới phút thứ 8 nữa. Cho nên tôi nghĩ là team bạn sẽ đầu hàng sớm đó. Nhưng mà trước khi mà team bạn đầu hàng thì mình cố vét được nhiêu mạng thì mình vét thôi. Rồi. Ôi, chết thế này. Ê, bị điên. Ây da, đâu. Ui, trụ bắn có 2 phát mình sắp đi rồi. Hồi máu. Hồi máu lẹ. Thôi chết bây giờ. Sao? Ý bạn sao? Là đây. Kiệt sức rồi, chưa bay vào mà. Ui đông thế. Ui xồi ôi. Không sao nha mọi người ơi, tại vì hồi nãy mình đánh có hơi láo rồi. Đây, hiện tại đã được hai trang bị nè. Ui, chui. Nấp bụi. Đây. Rồi, nó xài kỹ năng rồi nha. Không biết nó có thấy mình hay không nữa. Lại đây nào. Ở đây nào. Đâu thế. Nè rớt mong vuốt ám muội, mọi người thấy chưa? Chỉ cần lướt tới được thôi nha, là một gõ. Ây từ, Nami núp đi. Từ ra thôi. Trời ơi, ông làm gì là nó biết rồi. Nó biết tại sao mà nó đi chứ nó dám lên nữa. Đâu. Mày lại đây. Rồi, xong kiệt sức chúng rồi nha. Một gõ nè, lướt nè, một gõ nè. Rút quân, hồi máu. Ui trời, hên. Ê thằng nào. Rút. Đông thế. Hồi máu bạn ơi. Tôi chạy trước. Mình chưa có R mọi người à. Ý. Bắn trụ không? Ui, giờ bay xuống. Chú. Có đây rồi. Một gõ. Mình thề lúc mà biến R lên á, cái Wii của mình hồi chưa tới 1 giây nha. Cái này mình gõ là thay cho đến thường luôn á. Ôi, chiếc tên này nó chơi kìa mọi người à. Chiếc tên này nó chơi kìa. À mà chơi lại nó đây. Nó chơi kiểu mà bê trụ như thế này là hỏng người rồi. Đã xanh, đã thắng rồi mà còn bê trụ nữa. Nó bê hết cái dàn trụ ngồi luôn rồi kìa. Ủa, phải quái sướng không? Mình còn 300 số rồi nè, 300 stat rồi. Ai, đúng 300 luôn chưa? Tuyệt vời luôn. Ấy, chơi gì kỳ vậy? Trời quá top nè. Cái này bật rồi lên farm là hết nước chấm đấy. Trời ơi, một mình nó chơi game luôn. Cái này bật rồi lên farm là... Ui, phê. Ok. Trời, đẻ này. Đẻ đây mới. Ôi trời. Trời. Cứ một gõ thôi. Từ 300 stack lên còn 400 luôn nè.
farm nhanh vãi chưởng à. Nếu như mọi người mà chơi con chó này tại tại chế độ Urep á mà chỉ đi farm thôi, mình nghĩ là chắc tầm phút thứ 15 là 1000 nguyên là chuyện hết sức bình thường luôn á. Phút thứ 15 nha, chỉ đi farm thôi. Ui bay hai đứa khó khó, tưởng bay một đứa. Ê được nha. Một gõ, một gõ. Ở đây. Ở đây. Mày. Xôi ơi. Khinh thường Nyzot nè, mày tưởng là Nyzot nó đù đúng không? Nhưng mà ai ngờ kiệt sức thôi. Ở lụt. Lão hó rồi nha, chỉ cần để cho mình tiếp cận thôi là đúng hai gõ hoặc là một gõ là đi. Ba trang bị nha mọi người ơi. Sắp lên được cái trang bị thứ 4 nè. Nếu mà tính dễ dễ á thì trang bị thứ 4 của mình là cái giày đó, 4,5. Chitana về coi không làm gì ở nhà nó gì. Thì mình nó hạt quá mọi người à, mình chơi u rẻ á thì mình thật sự là rất là ít bê trụ luôn, trừ khi mà mình đã chơi cái trận đó nó chán rồi á, mình quá xanh rồi, không còn muốn chơi nữa thì mình bê trụ để end game thôi. Còn nếu mà mình xanh như vậy mình cứ muốn chơi chơi thôi. Chơi vui mà. Tới nè, tới nè, tới nè, chú chuối. Ôi giời, vẫn kịp. Trời mọi đứa đúng một gõ đi. Mọi đứa đúng một gõ luôn mọi người. Ai cốt thật sự. Ê ba ba, đừng có bê chú. Đừng có bê mà. Ê ê ê, tôi thấy thằng Yumi nó vừa bay ra. Tôi đi săn cái nè. Mình thấy nó vừa bay ra ở tầm Baron nè mọi người ơi. Ê nó kìa. Đó kìa đó. Đâu rồi? À đây, con mèo. Con mèo lên giày mọi người ơi, what the fuck. Con mèo lên giày mọi người ơi. Rồi xong luôn. Vãi chưởng á. Ê, cho tôi chơi game nữa. Tôi chơi nữa mọi người. Ê, góc này khó nha, góc này vô là mình chết đó. Đẹp nè. Ok, tôi gõ trụ là một cái mà thêm bạn sắp đi luôn rồi. Mày. Ôi dồi ôi, không kịp à. Quên luôn kìa, ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.